Đây chính xác là cái áo tweed thứ 7 trong tủ của mình. Mà lý do chốt đơn thì cũng đơn giản thôi, bởi vì cái phần tay áo phối lông này nhìn khá là hay. Em này thì là dạng áo lửng, có size từ S tới XL. Mẫu này thì có hai màu trắng và đen. Mình thường mix áo tweed với cả quần jean cùng với giày thể thao trắng, hoặc là mình sẽ phối cùng với quần short. Nếu mà trời lạnh thì có thể đi thêm tất và kết hợp cùng boot này. Ra đường mà không biết mặc gì thì thử combo này xem. Sao các bạn lại cực kỳ thích những video review giày quốc tế của mình? Đến bản thân mình còn thấy hào hứng mỗi lần unbox nữa là các bạn. Hôm nay mình sẽ lên 3 đôi All Fox siêu xinh nha mọi người ơi. Đôi đầu tiên chắc là đôi xinh nhất đây này, bởi vì nó có họa tiết đính đá trông nổi bật hẳn ấy. Đôi này mà diện Tết mình đảm bảo quá là ok luôn. Mình phải lên luôn, không là 50 ngày nữa là đến Tết rồi ấy. Tuy nhiên sang đến đôi thứ hai này thì lại là đôi mình thích nhất, bởi vì mới nhấc lên thôi đã thấy cái da của nó siêu mềm luôn rồi. Đã thì nó còn là đế bằng nữa nên đảm bảo sẽ đi êm chân hơn hai đôi kia nha. Bởi vì cái kiểu này nó khá là basic đơn giản ấy nên là đi chơi hay đi học là hợp lý lắm luôn. Trông kiểu như là mấy bạn học sinh Hàn Quốc ấy. Sang đến đôi cuối cùng thì mình thấy có lẽ là đôi chắc chắn nhất, bởi vì nhìn cái kiểu dáng của nó trông khá là khỏe khoắn luôn ấy. Với chất da của nó thì cũng khá là cứng nữa, nên chắc chắn là các bạn phải đi thêm lót bót chân nha. Với cả một điều lưu ý với các bạn nữa là đôi này phải đi tăng size nha. Mình đi đúng size với cả đi thêm tất nữa là bị kích đấy. Thể ra thì thời tiết Hà Nội hiện giờ nó cũng không quá là lạnh ấy, nên là mình đang phân vân giữa hai em măng tô này để đi ra ngoài. Em đầu tiên này thì là măng tô dáng lửng ống tay bo, chất kaki hai lớp nhưng mà mình thấy độ dày của nó cũng vừa phải thôi ấy, nên là hôm nay mặc em này ra đường vào buổi tối cũng khá là hợp lý. Bên trong chỉ cần mặc thêm một chiếc áo len cao cổ nữa là đủ ấm rồi này. Sang này em thứ hai này thì cũng là măng tô dáng lửng, nhưng mà trông cái cổ của nó điệu hơn. Về chiều dài của nó thì dài hơn em thứ nhất kia nên là mình mặc cảm giác nó hơi bị thùng thình ấy. Còn cả hai thì đều là chất kaki với độ dày như nhau nha. Đồ cho sinh nhật nha. Hôm sinh nhật mình đã mua rất là nhiều đồ nhưng mà nó không về kịp nên là hôm nay làm fit bù nhá. Hôm nay sẽ có hai em váy trước. Em váy đầu tiên là em váy ren. Điểm trừ của em này thì mình phải chỉnh eo và quá là nhiều cúc luôn, nhưng mà thì cũng ok phết. Em tiếp theo là một em váy đen cổ không biết cổ gì luôn. Thì quay vít hơi vội, em mình chưa biết phối như nào, đang lăn tăn mọi người gợi ý mình. Được cái em này vừa vặn ống tay ok. Đôi giày này giống chị Josie đi, không nghĩ là từ năm ngoài đến năm nay nó vẫn hot như thế luôn ý. Thế mà hôm nay mình mới thử chip moment với idol xem sao này. Tại vì tôi nghĩ là cái mẫu bánh mì này nó sẽ mix được với nhiều outfit khác nhau ấy. Thấy chị đẹp của tôi đi chung được với cả váy và quần ống suông thì biết rồi đấy. Ngoài ra thì nó còn ăn gian cho tôi được khoảng 4 phân nữa. Cảm giác đầu tiên khi đi lên chân thì thấy là nó khá là ê, kiểu sò phát vào luôn ấy. Đúng là kiểu suy nghĩ sao mình không mua đôi này sớm hơn nhỉ. Nhân lại bảo đây, chỉ cần thấy mặt của tôi thôi là mấy bà biết chuẩn bị có đồ mới mặc rồi ha. Tiếp tục với chủ series không biết là Noel năm nay và Tết năm nay sẽ mặc gì thì mọi người hãy cùng Bảo phối đồ nhé. Tầm đầu tiên thì Bảo chọn một em áo dạ tweed kết hợp với lại một bạn quần tất như thế này ha. Bạn quần tất này rất là dai nhé, và cái màu Bảo chọn là màu xám. Với cái bạn áo dạ tweed này thì Bảo cực kỳ thích luôn. Các bạn có thể phối với chân váy đen hoặc là phối với quần cũng được nhé. Điểm nhấn của em áo này là có những cái hàng cúc ngọc rất là xinh nè. Áo có độ vai nhẹ và đặc biệt là bên trong có lớp lót nha. Áo dáng ngắn cho nên là các bạn mặc không có lo bị kén dáng đâu, mặc lên trông rất là xinh và sang chảnh luôn nhé. Cái mẫu áo len thứ hai này thì Bảo múc hai cái, một cái cho Bảo và một cái cho người yêu. Cá nhân Bảo thì Bảo múc cho Bảo cái màu trắng này, rất là xinh luôn. Áo này thì các bạn có thể là phối rất là nhiều outfit ha, nhưng mà mình thì thấy là phối với lại chân váy là xinh nhất. Các bạn có thể là thả hết ra hoặc là sơ vin lại. Còn cái của người yêu Bảo thì là màu đen nhé, rủ ổng vào khung hình hoài nhưng mà không có chịu đâu mấy bà ơi. Chất len dày dặn cầm rất là nặng tay luôn. Đối với cái chất len này các bạn có thể là mặc vào buổi tối ở Sài Gòn vẫn được nha. Eo ơi, dạo này toàn đồ xinh thôi. So tell me, it's your